Nào ơi, nào bạn mua gì à? Cứ lên nhìn lên mặt chị. Sao nào? Hôm nay trời đang nắng lên rồi. Cầm tay nhau chúng ta ra vườn chơi. Ngắm bông xanh đùa trên cánh hoa hồng. Xuân đến khắp cả đều vui. Đến lần quan quay video. Thôi. Con đang viết phép tính gì đấy? 5 cộng 2 ạ. 5 cộng 2 bằng mấy? 7 ạ. Con ghi đi. Con ghi là số 7 chưa? Chữ đẹp nha. Ôi, số 7 viết xấu thế. Viết lại số 7 đẹp đi. Số 7 đứng ngay lên. Ui giời, cái ông này. Má mà con. Nên con viết số 7 ngay lên. Lúc nãy con viết hơi ngả. Rồi, 8. 4 cộng 4 bằng 8. Con đang viết nhầm kìa. Sao 4 bằng 4 được? Đâu là dấu cộng? Con viết lại dấu cộng đi. Dấu cộng như phép tính ở trên đi. 4 cộng 4 bằng 8. Chứ 4. Đấy. Bác ơi, bây giờ là 50 giờ rồi. Con biết phép tính gì nữa nào? Hào ra xem chị làm toán này. 3 cộng 2 bằng mấy? 2 bằng 5. Rồi. Em. Em sẽ chỉ. Bác cho con xem. Bác đâu con xem. Năm trái. 6 cộng 2. Nói là tay bác đau nha. Nó buồn. Thôi con này cũng đau con ăn bằng. Vâng. Bông hoa có bông hoa ngôi nhà để làm gì? Sao cái bông hoa ngôi nhà? Để cho công chúa vào ạ. Ui giời ơi giờ công chúa. Cho con. Cho con. Mình đang định nói gì? Thế con giới thiệu về bông hoa, giới thiệu ngôi nhà, kể cái chuyện nào liên quan bông hoa với ngôi nhà bác xem nào. Kể đi, có chuyện nào có bông hoa à? Con chỉ biết đọc thơ mà. Ờ, đọc thơ đó, nghe xem nào. Con sẽ bác không biết là chỗ đau con nắng đau ấy. Để con xá đi, con viết chữ. Con viết được chữ rồi à? Con viết được chữ gì rồi? Ca. Con viết được hết bản chữ cái. À thế à, giỏi đấy, con viết thử nào. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Cái gì ơi? Chơi khu nhà. Biết ông mặt trời cả nắng này chưa nào? Biết trong nữa. Cái bức tranh thế nào đây? À, để cho con viết này nhá. Không, chị viết quá nhiều bức tranh. Cửa khắp nhà. Hôm nay thì cửa quần áo này lau lau chùi này. Ai gọi? Đấy, dọn trong nhà rồi nhảy nhót đấy. Nhìn điều gì đấy con? Thôi, nhảy vừa chóng mặt con này.